Deixe assim bonito. Đó các bạn, ngô đoạn này thì tốt rồi. Nói chung là đây, cây nào thì nó cũng, nói chung là cờ ra thế này thì nhiều rồi các bạn, nhiều lắm rồi. Gần như là ok rồi. Đó, chỗ này ra bắp rồi này. Đây, có cây này là ra bắp luôn này các bạn này. Mình nghe này, như cây này là ra hai bắp luôn này. Đó, cây này là ra hai bắp này. Đây một bắp này, và phía bên này một bắp nữa này. Đó, phía bên này một bắp này, đây một bắp nữa là hai bắp này. Đó. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hiện tại thì mình đang ở vườn rau bản Sao Pedro. Bởi vì là cũng nói chung là cả tuần nay rồi, hôm nay mình mới vào thì các bạn thấy mấy cái cây ngô này bây giờ nó rất là tốt rồi. Ngô bây giờ thì tương đối là đẹp rồi, không có cái gì phải nói thêm về vấn đề về cây ngô này nữa. Bây giờ thì chờ cho cây nó phát triển lên, chuẩn bị có bắp rồi các bạn. Cũng có cây có bắp to to rồi. Giờ mình sẽ đi. Bây giờ cây bắp cải của mình ấy thì hiện tượng bắt đầu bị như kiểu là con dẹp đấy các bạn. Con dày trắng trắng ấy. Bây giờ sẽ tiến hành phải đi phun. Đó, đây là toàn bộ vườn bắp cải đây. Còn góc bên kia, toàn bộ cái khu vực này thì tất cả mọi người đã trồng ngô hết rồi. Và ngô thì cũng bắt đầu hiện tượng bắt đầu lên đẹp rồi các bạn, bắt đầu lên rồi. À, bây giờ sẽ đi ra đây, đi xuống đây gặp tất cả mọi người. Đây có những cây bắp cải nó cuốn to rồi các bạn. Cây này, ví dụ như cây bắp cải này. Cây ở đây thì nó cuốn to lắm rồi. Mà rất là chắc các bạn ạ. Cả ruộng mà về cây nào nó cũng đẹp, ví dụ như cây này đấy. Đó, cây này to chắc nịch luôn các bạn. Đây nữa này. Có mấy cây bắp cải đẹp nhất ruộng đây nữa. Nói chung là to đẹp. Mấy cây này thì ok rồi. Cây nào mà cũng như thế này thì nó lại thành công quá các bạn. Đây là lần đầu tiên ở trong cái khu vực vườn đất này và bắt đầu trồng ngô, trồng bắp cải là lần đầu tiên các bạn. Đó. Ngô bây giờ thì nói chung là ngô thì đã trổ bông rất là nhiều rồi. Toàn bộ những cây ngô mà nó cao, nó tốt hơn đầu người, hơn một tay một với rồi. Đây mình đi ra chỗ này xem các bạn, xem cái chỗ này là ngô nó tốt nhất ruộng luôn. Cái khu vực này thì trổ bông nhiều rồi các bạn ạ. Đó. Mình vào đây là bây giờ là mình đi vào trong ruộng ngô này là không thấy người nữa. Đoạn này là ngô tốt nhất ruộng. Deixe assim bonito. Đó các bạn, ngô đoạn này thì tốt. Nói chung là đây, cây nào thì nó cũng, nói chung là cờ ra thế này thì nhiều rồi các bạn, nhiều lắm rồi. Gần như là ok rồi. Đó, chỗ này ra bắp rồi này. Đây, có cây này là ra bắp luôn này các bạn này. Mình nghe này, như cây này là ra hai bắp luôn này. Đó, cây này là ra hai bắp, đây một bắp này, và phía bên này một bắp nữa. Đó, phía bên này một bắp này, đây một bắp nữa là hai bắp này. Đó. Nói chung là ok rồi, ngô thì không vấn đề gì nữa. À, cái này bây giờ nó lại, cái này hiện tượng đang bị gãy này các bạn này. Đó. Chắc là do cái cờ này nặng quá nên là gió nó thổi nó bị gãy, cũng ra bung đấy rồi.
bây giờ sẽ đi ra chỗ cái mấy luống rau cải thảo các bạn. Mấy luống rau đấy thì gà dạo này nó phá nhiều quá. Gà của nhà hàng xóm ấy các bạn. Bản mình là hiện tại bây giờ là cái vườn ngô ở đây là đẹp nhất. Chưa có chỗ nào có cái ngô, chưa có chỗ nào có cái ngô đẹp như thế các bạn. Đó. Còn đây là rau này của mình đây các bạn. Rau này thì bây giờ đây gà nó phá rất là nhiều các bạn. Đấy, đi. Toàn bộ những cái vết này là gà nó ăn, nó mổ hết. Nên bây giờ hôm nay thì mình sẽ tiến hành là để đi đây cả bên khu vực bên này rồi các bạn. À, dàn bí thì hôm trước thì mình đã bảo mọi người hạ xuống hết rồi. Hạ xuống từ hôm lâu rồi. Toàn bộ những cái chỗ này là gà nó ăn này các bạn, đó, gà nó ăn hết. Với cả cái cây rau cải thảo này hình như là cái mùa này nó bây giờ nó chuyển sang mùa nắng rồi các bạn ạ. Nên là nó không quấn được nữa. Đó. Toàn bộ đây là gà nhà hàng xóm họ sang họ ăn hết. Nói chung là trông thì cũng chỉ trông được phần nào thôi. Chứ còn bây giờ gà nó phá thì không làm nào được. Bây giờ mình sẽ nhổ dần ra cái này các bạn. Tất cả những cái rau cải này thì bây giờ sẽ nhổ dần để cho mọi người cầm về nhà ăn các bạn. Để cho mọi người làm ở ruộng này thì cứ cây rau cải nói chung là to đẹp. Cái này thì sẽ để cho mọi người cầm về nhà. Mỗi ngày mọi người sẽ nhổ một ít. Cái này thì sẽ chia đều cho tất cả mọi người thôi. Mình cái này thì không đi bán được các bạn. Thì nó không được đẹp nữa. Nên là cái này sẽ nhổ đều. Tiêu. Ta về. Esse cove aqui. Cada dia vamos tirar bocado para tudo. Levar em casa cozinhar, tá vendo, né? Yeah, até quando acabar. Tipo, hoje você leva e ano que família dele tem muito pessoa, pode levar dois ou três, tá vendo, né? Para quando tudo vai acabar isso. Yeah. Nhà nào đông người thì sẽ lấy 2-3 cây các bạn, còn nhà nào ít người thì lấy 1 cây thôi. Đó, cứ lấy dần nếu mọi người lấy về xong rồi ta kịp tiểu. Pra você cozinhar. Đây các bạn, đây còn phía bên này tất cả chỗ này là mình đã trồng ngô rồi. Trồng ngô cách đây được mấy ngày rồi. À, hiện tại thì bây giờ cây ngô nó cũng bắt đầu lên rồi. Đây. Chỗ này cây ngô lên rồi các bạn ạ. Bắt đầu lên đẹp rồi. Đây nữa này. Chỗ này nói chung là lên tương đối là ok rồi, tương đối là đều rồi. Phía bên này nữa này. Bên này nữa các bạn, tất cả đây là ngô hết. Đó, bên này nữa này. Cái này thì nói chung là ngô. Toàn bộ cái khu vực đất này thì là trồng ngô hết rồi. Giờ chờ vào một vài ngày tới mưa khi nào mà mưa xuống thì là đất nó sẽ đẹp, lúc đấy là ngô sẽ phát triển đều. Bây giờ hiện tại thì nó vẫn còn chưa được đều các bạn, bởi vì là nó kiểu như là cái lượng nước mình tưới vào cho cây ấy, nó không đủ. Chỗ nào mà ẩm nhiều thì là nó lên nhiều, mà chỗ nào ẩm ít thì là nó vẫn chưa lên, mới bắt đầu ra rễ thôi. Đó, toàn bộ cái khu vực này là trồng ngô. Và cái chỗ đất bên này, chỗ đất phía bên này thì mình có nói mọi người đang liên hệ với cả cái người chủ đất ấy. Có khi mình sẽ bảo khai hoang để làm hết cái khu vực này luôn các bạn.
toàn bộ phương này. Đợt bởi vì đây là anh em mình đã mua rất là nhiều giống rồi, có kế hoạch phát triển về cái vấn đề nông nghiệp, sẽ làm ngô, trồng thật là nhiều ngô, trồng càng nhiều cây lương thực càng tốt. Anh em mình sẽ có hướng để giúp đỡ toàn bộ mọi người ở trong bản bằng cách hình thức là cấp ngô giống cho mọi người. Nếu mà gia đình nhà nào mà muốn làm thì anh em mình sẽ cấp nhiều giống ngô, còn gia đình nhà nào mà họ không muốn làm thì mình cũng không thể ép được. Họ muốn làm ít theo những cái giống như tất cả những năm trước ấy, thì là mình cũng sẽ cấp cho họ cái giống ngô vừa đủ. Còn gia đình nhà nào mà muốn làm nhiều thì anh em mình sẽ cấp nhiều giống. Rồi là sẽ giúp đỡ mọi người về lân đạm nữa, cố gắng sẽ cấp cho mọi người thêm một ít lân đạm để phục vụ cho nông nghiệp cho nó phát triển tốt các bạn. Đó, bây giờ thì tất cả mọi người đều đang đi tưới ngô. Bây giờ cái ngô này thì tạm thời thì mình cứ để mọi người tát thế này, biết là nó không tốt rồi. Thế nhưng mà bây giờ khi mà đánh rãnh vào tất cả các luống thì nó rất là khó, bởi vì đất thì nó có chỗ cao chỗ thấp, nên là cứ để này thôi. Bây giờ cho mọi người khi nào mà cây ngô nó bắt đầu lên, nó lên tầm bằng này thì mình sẽ không đi bắt đầu không đi tưới tát nước giống như bây giờ nữa. Lúc đấy thì sẽ đánh luống rồi sới lên làm lại toàn bộ, rồi sẽ dẫn nước vào từng rãnh một giống như ở ruộng ngô bên kia các bạn. Ok các bạn, ngày hôm nay thì bản mình có rất nhiều nước các bạn ạ. Nước mênh mông bát ngát rồi. Mọi người đang đi tưới gần xong rồi. Tưới gần xong ngồi toàn bộ chỉ còn mỗi cái góc phía đằng kia các bạn, chỗ trắng trắng đất đấy, chỗ bác phó thôn người đang tưới nữa là xong. Còn phần dưới này thì toàn bộ đã được tưới hết rồi. Đó. Vườn ngô các bạn, vườn ngô rất là đẹp luôn. Vườn ngô bây giờ là đẹp nhất khu vực này luôn các bạn. Trong tất cả mọi người thì không ai có cái vườn ngô mà nó đã trổ đồng như của mình này. Nói chung là ngô đã ra cờ rồi. Ok bạn, đó, bây giờ mình bảo mọi người đi nhổ hết mấy cái luống rau chỗ kia đi. Chỗ đấy luống rau nó không được đẹp lắm. Nhổ hết đi để mai mốt thì tiến hành bổ sung trồng thêm ngô vào đấy. Trồng thêm ngô chỗ đấy nữa. Toàn bộ khu vực này sẽ trồng ngô hết. Chờ một lát nữa thì Hoàng Linh sẽ đến đây. Đến đây là phát lân đạm phục vụ cho nông nghiệp ở bản này các bạn. Bản xóm Ban Đà của mình nữa. Đây, mình sẽ lấy lân đạm mình đi chia lại cho những cái bản này và bản xóm Ban Đà của mình. Đóng khóa nước, chặn nước ở đầu kia vào để tưới hết cho cây rau xong, bắt đầu sẽ chuyển sang lấy nước cho ngô. Anh thư ký đang đi lấy nước cho ngô. Đi lấy lần lượt các bạn. Cho cây ngô. Đó. Nhưng bây giờ là nhiều nước nên tranh thủ cứ lấy vào cho cây ngô nó phát triển cho nó tốt các bạn. Đó. Này ra hoa đẹp. Này, thế này. Đó. Đây. Nước này. Lấy lần lượt hết cả vườn cả vườn luôn các bạn. Đến đoạn này. Chỗ này có mấy cây ngô cao vút. Hoa đẹp. Bắp ấy.
Ok các bạn, đây là thủ phạm mà cắn những cái cây ngô của anh em mình nha các bạn. Đó. Nhúc luôn. Các mông mát ta rồi. Cô mẹ. Tiêu tay vào của mình. Ê. Bom para con tudo. Isso vai no torrado. Come se confunde. Nada. Tiểu ơi, xin thank you mà ta. Mẹ tên là của nó vai nó mua rồi. Nà, nó mua rồi. Isso é pisar mesmo. Sim. Porque você não deixar, ele vai subir mais outra vez. Ah, ok, sim. Đó, đấy là thủ phạm các bạn ạ. Thủ phạm mà đi cắn cây ngô của anh em mình. Đó, anh thư ghế đang nhổ đi. Yeah, cô ta li chu. Ai tâm anh tên đấy. Ok các bạn, đây vừa nãy Quang Linh vừa mới trở vào cho mình 5 bao lân. À đây là 5 bao đạm này. Đây là 5 bao lân. Cái này để phục vụ cho bà con dân bản. Thì mình sẽ chia ở đây 2 bao lân, 2 bao gọi là 2 bao rưỡi lân, 2 bao rưỡi đạm các bạn, mỗi bản này và bản Som Ban Đà để phục vụ cho mùa nông nghiệp sắp tới. Giờ tiêu. Aqui é urea e adubo. Tá vendo? Depois vamos meter no outra. Valeu. Não valeu. Tá vendo, né? Yeah. Ok các bạn, thì video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc và dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào.